Chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác, các em thợ đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bầm TV Điện Máy Trang Huệ. Thì ngày hôm nay kênh YouTube Cu Bầm TV nhà em sẽ xin phép lên giới thiệu một con máy khoan điện đầu kẹp 13 ly và có tặng kèm đầy đủ tất cả các những bộ phụ kiện cho các bác mà các bác về các bác có thể là sử dụng được luôn cho em nhé. Như bác thấy đấy ạ, trước mắt anh em là con bốt điện 13 ly này, có tặng thêm rất là nhiều phụ kiện này. Thì sau đây các bác cùng em đi khám phá về con máy này luôn nhé. Đây ạ, trước mắt là con bốt điện 13 ly đây. Thì con này sẽ tặng kèm các bác những gì ạ? Đây, thứ nhất này, máy tặng kèm các bác là một con dao dọc giấy này. Rồi, một bút thử điện anh em nhé, một bút thử điện này, hai cái tu vít, một cái hai cạnh và một cái bốn cạnh này, một kìm này, các cái mũi khoan này, mũi vít này, mũi khoan này, bộ con sâu lại bộ sâu này, đó, có búa này anh em nhé, búa này. Mỏ led này, à, rất là tiện dụng luôn. Một cái thước dây để các bác có thể đi đo này, đo các kiểu này. Và một cuộn băng dính anh em nhé. Và cái mở, mở con đầu khoan này. Đấy, đầu mở anh em nhé. Đây, các bác cùng em đi giới thiệu sơ qua về cái con khoan bốt điện đầu kẹp 13 ly hàng có phụ kiện. Con này thì nó thực sự là nó rất, những con hàng có phụ kiện này là rất thích hợp cho anh em mà gọi là các bác mà làm gia đình, xài gia đình rất là tiện dụng. Bởi vì anh em mua máy này, anh em mua chỉ cần một bộ như thế này là anh em có đầy đủ luôn phụ kiện để anh em có thể sử dụng trong công việc nhà này, rất là tiện lợi luôn. Đây, máy thiết kế khá là đẹp anh em nhé. Đầu là đầu kẹp 13 ly, có cả tay cầm phụ này, em bỏ ra cho nó dễ cầm này, có một tay cầm phụ luôn. Đây, các bác có thể là điều chỉnh tùy nó vào anh em nhé. Thứ hai này, con này thì đảo chiều anh em nhé. Đây là công tắc đảo chiều này, bật đây, có để bật đây và có thể xoay điều chỉnh được cái tốc độ nhanh chậm của con này luôn nhá. Thứ tư này, đây em xin phép đọc cái thông số kỹ thuật này. Con này 910W này, vòng tua là 3150 vòng một phút và đầu kẹp 13 ly. Với những con khoan điện đầu kẹp 13 ly thì gọi là cái mũi khoan mắc là, ý là mũi khoan gọi là cao điểm nhất, mũi khoan gọi là lớn nhất là 13 nhá. Đấy, ui, con này cực kỳ là ngon luôn. Thì em sẽ đi thử, test thử, em cắm ổ điện cho anh em xem. Mấy cái con khoan điện 13 ly này rất là tiện dụng luôn anh em ạ. Đây, em nó để tốc độ bé đây. Đây. Đây là móc tua tốc độ anh em nhé. Rất là khỏe, ôi bay hết là tí rồi. Con này thì rất là thích hợp cho anh em mà các bác mà gọi là xài gia đình, rất là tiện ích anh em nhé. Về thì các bác có thể đầy đủ bộ phụ kiện như trên hình vẽ này. À, như trên hình, như là các dao dọc giấy này, bút thử điện, kìm này, các cây hai cái tua vít này, có các mũi khoan mũi vít nhỏ vậy, có mỏ led này, có búa này, có cái thước dây này và có băng dính cho anh em sử dụng luôn. Thì một bộ sản phẩm như thế này, đầy đủ một bộ như thế này này, thì chỉ với giá là 600.000 em gửi đến các bác này. Gửi đến các bác chỉ với giá là 600.000 là bên em đã miễn phí vận chuyển toàn quốc rồi. Các bác nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Đặc biệt là khi anh em này mua hàng bên em thì các bác không cần phải cọc bất cứ một khoản chi phí gì cả. Các bác chỉ cần cho em điện số điện thoại, địa chỉ là em ship hàng tới tận nơi cho các bác. Đặc biệt là con này có cả chức năng búa này, để các em có thể là khoan tường, khoan bê tông của luôn. Một chức năng khoan sắt khoan gỗ và chức năng thứ hai là búa để khoan tường, khoan bê tông anh em nhé. Giá chỉ với 600 ngàn anh em đã sở hữu một bộ bốt điện 13 ly có phụ kiện đầy đủ. Và nhận hàng tới tận nhà các bác không cần trả bất cứ một cái tiền chi phí gọi là phí vận chuyển gì cả. Chỉ cần trả đúng là 600 ngàn cho con máy này thôi anh em nhé.
Anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại ngay tại video, hoặc liên hệ bên em qua các đầu số em để bên dưới màn hình em nhé. Các bác xem video, xem kênh YouTube Cua Bẩm TV nhà em thì có thể là ủng hộ bên em một nút đăng ký kênh, hoặc là ấn chuông thông báo để có thể theo dõi những cái video, những cái clip mới nhất nhé. Em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.